Namaste. Hi, Trang Fan Yoga xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Trang muốn chia sẻ với mọi người một cái chuỗi yoga. Nó sẽ giúp tác động lên toàn bộ cơ thể, kéo giãn các cái khối gân cơ và làm mạnh các cái khối cơ bắp, giúp cho chúng ta cân bằng cái cơ thể của mình và tạo một cái sức mạnh cũng như sức dẻo nền tảng để chúng ta có thể tập luyện được nhiều những cái động tác yoga khác nhau. Bài tập này thì phù hợp cho tất cả mọi người và nó ở mức độ trung bình, ai cũng có thể tập luyện được. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào lớp nha. Chúng ta kéo hai cái trái mông của mình ra phía sau và giữ cho lưng đầu cổ thẳng hàng. Hãy chắp hai bàn chân lại, dùng hai tay cầm lấy hai ngón chân cái, giữ cho lưng đầu cổ thẳng hàng. Rồi từ từ chúng ta cùng quạt hai đầu gối lên và xuống. Khi mình quạt gối như thế này thì nó gọi là cái tư thế cánh bướm trong yoga. Và cái bài tập này nó sẽ giúp cho chúng ta có cái khớp hông, khớp gối và cột chân được linh hoạt. Bài tập này cũng rất tốt cho chị em phụ nữ. Nó sẽ giúp là massage cái phần bụng dưới, các cơ quan sinh sản và bài tiết. Rồi ta giữ cho lưng thẳng, đẩy cái ngực nhẹ về phía trước. Rồi chúng ta cảm nhận là cái xương ngồi của mình ấy nó dính chặt xuống sàn. Rồi cảm nhận cái sóng rung và sự dễ chịu ở vùng bụng dưới. Rồi cảm nhận cái đầu gối lên xuống linh hoạt. Rồi bây giờ ta từ từ lót cái quả mông của mình ra phía sau nha, đẩy cái bàn chân về phía trước một tí xíu, hít vào từ từ ta rướn bàn tay lên cao này, cao hơn tí nữa, rồi thở hạ tay phải xuống, ấn tay phải xuống sàn, co cửa tay phải lại, rướn tay trái lên cao. Chúng ta lưu ý là cái cánh tay trái này nó phải thẳng, một số người mới tập thì thường hay bị cong như thế này hoặc là nghèo cổ xuống như thế này. Thì cả hai động tác này đều không có tốt cho sức khỏe nhé. Mình rướn cái tay này lên để cho cái phần eo liên sườn bên trái này nó được kéo giãn. Và mình áp cái măng tay vào cái cánh tay để cho cái cổ của mình nó được đỡ lấy. Đúng rồi. Rồi tiếp tục hít vào ta, rướn bàn tay lên cao. Khi rướn lên cao này mình phải rướn lên giống như toàn bộ các đốt sống lưng của mình được nhấc lên ấy. Rồi thở ta hạ sang bên trái này. Rồi co nhẹ khuỷu tay trái, áp cánh tay phải vào mang tay, thấp vai trái xuống, nhìn lên, ấn chặt cái mông bên phải xuống. Đúng rồi, hít vào, nâng tay lên, rướn cái người lên cao nhá. Rồi thở nghiêng sang bên phải, thấp xuống. Hít, nâng tay lên. Rồi thở nghiêng sang bên trái, thấp xuống. Hít, nâng tay lên. Thở nghiêng bên phải. Rồi ta nhấn cái mông bên trái xuống sàn nha. Rồi hít lên một tí nữa. Thở sang bên trái. Rồi, cái phần hông, phần eo của mình nó được kéo giãn. Ai mà đau lưng thì ở đây sẽ cảm thấy rất là dễ chịu cho vùng thắt lưng của mình. Rồi, hít vào nâng tay lên. Và thở ra ta đặt hai bàn tay lên đầu gối. Kéo hai bàn chân lại với nhau. Hướng hai bàn tay vào phía trong này. Các ngón tay hướng vào phía trong. Rồi, ta hít một hơi thật sâu lên. Nâng cái ngực của mình lên nhá. Hít vào. Thở dùng bàn tay ấn hai cái đầu gối sang hai bên và trườn về phía trước. Trườn theo sức của mình, trườn theo sức của mình. Ai mà dẻo thì mình trườn hẳn xuống luôn. Và nếu được xuống sâu hơn nữa. Còn ai mà cái gối này của mình nó cao như thế này ấy, thì mình chỉ đè nhẹ nó xuống thôi. Giữ nhỉ. Rồi tiếp tục hít lên. Thở đè xuống. Hít lên. Thở đè xuống. Rồi hít nâng người lên. Bây giờ từ từ chúng ta bắt chéo hai chân lại với nhau.
chuẩn bị ấn cái đầu gối này của mình xuống sàn, nhấn tay trái ra phía, nhấn cả hai bàn tay ra phía sau, xòe các ngón tay hướng về phía trước và chuẩn bị chúng ta ngả sau như sau. Hít vào, nhấn đầu gối, nâng hông lên và ngửa cổ. Mình đẩy cái cằm của mình lên cao, cái ngực của mình lên cao, cái hông của mình lên cao. Thở ra, hạ xuống. Cảm nhận cái sự giải phóng của phần khớp vai. Hít, nâng đầu lên, cao. Thở, hạ xuống. Rồi lần cuối, hít, nâng đầu lên. Thở xuống. Bây giờ từ từ kéo mông ra phía sau một tí. Hít vào, vươn bàn tay lên. Đúng rồi, thở, hạ cái tay của mình xuống. Kéo dài về phía trước và trượt dài xuống ngang trán, xuống mặt thảm. Đúng rồi. Ép xuống tí nữa. Rồi, chuẩn bị. Hít vào, vươn bàn tay lên. Cao. Thở, hạ tay xuống và trượt về phía trước. Ai người mới mà không xuống được sâu thì mình có thể giữ ở đây. Miễn sao là cái lưng mình thẳng. Mình đừng cố gắng ép xuống mà lại cong đầu như thế này nhá. Trượt dài về phía trước nếu có thể. Hít lên. Thở xuống, trượt dài về phía trước. Rồi, từ từ chống bàn tay, nâng người lên. Và mình hạ tay xuống sàn. Với tay ở dưới vai và gối dưới hông. Tách hai bàn tay rộng bằng hai vai rồi nhìn về phía trước. Bây giờ chúng ta sẽ vận động toàn thân bằng cái bài tập giúp thăng bằng và làm mềm cột sống như sau. Hít vào, ta vươn tay phải về phía trước và vươn chân trái ra sau. Ta nhớ này, tay này, chân kia. Tay bên phải thì chân bên trái, chứ không phải chân bên phải. Nếu chân bên phải thì mình sẽ không nâng lên được đâu. Thở ra, siết bụng. Cuộn lưng, khử tay về gối trái. Rồi, cao gối lên, đúng rồi. Hít vào, vươn. Thở ra, cuộn. Siết bụng lại. Hít, vươn. Thở, cuộn. Hít, vươn. Thở, cuộn. Hít, 4. Thở, khuỷu tay co về đầu gối, cao lưng lên. Hít, 5. Thở, cuộn. Đổi bên. Đẩy tay bên trái thì chân bên phải nha. Hít, vươn. Thở, cuộn. Gối cao lên. Hít, 4. Thở, cuộn. Hít, 3. Thở, cuộn. Hít, 2. Mình nhớ là bàn chân phải nâng lên bằng với mông. Thở, cuộn. Hít, 2. Thở, cuộn. Hít, 1. Thở, cuộn. Rồi, từ từ hạ tay xuống. Bây giờ từ từ chống mũi chân và đẩy mông lên cao. Đè vai sâu xuống, cho úp mặt. Ta di chuyển gót chân lên và xuống. Từ đây chúng ta bước vào các tư thế đứng. Ép vai sâu xuống. Người mới mà vào tư thế này mà thấy đau cái kheo chân phía sau ấy thì chúng ta trùng nhẹ đầu gối như thế này. Rồi mỗi ngày chúng ta sẽ hạ gót chân xuống cho đến khi mà mình ép được vai xuống. Rồi bây giờ hít vào, ta nhấc chân phải lên. Chụm các ngón chân lại. Đẩy chân phải lên cao. Giữ cho chân phải thẳng hàng với mông. Thở, bước chân phải về giữa hai tay. Ai mà không hạ được giữa hai tay mà chỉ hạ được đến đây thì mình dùng tay phải cầm lên chân phải về giữa hai tay.
Rồi sau đó mình xoay gót chân trái và xoay bàn chân trái và đặt tay phải lên bắp chân phải. Rồi từ từ hít vào, vươn tay trái lên cao, áp tay trái sát vào mang tai và kéo căng lườn trái. Rồi cảm nhận sự dễ chịu của nửa phần thân trái. Ta xoay đầu nhìn lên trần nhà và hít thở. Rướn tay trái một tí nữa. Nếu như mà mình chỉ giơ như thế này á, thì nó không phải là tập yoga. Mà chúng ta chụm các ngón tay này rồi mình rướn và mình xoay và mình giữ và mình siết cơ đùi lại. Đúng rồi. 3 2 1 Tốt, từ từ hạ tay trái xuống. Rồi giữ nguyên chân phải, xoay gót chân trái lên. Hít vào, vươn tay phải lên cao. Rồi giữ. Bài tập này sẽ tác động sâu vào phần thắt lưng và giúp chúng ta đỡ đau mỏi thắt lưng. Nó cũng làm cho khớp vai trở nên linh hoạt và mềm mại hơn. Ta có thể vòng tay phải ra phía sau, xoắn vai phải nhìn lên. Chữ, nhấc gót chân sau lên nha. 5 4 3 2 1 Rồi hạ tay xuống. Rồi từ từ chúng ta thu chân ra phía sau và đẩy mông lên cao, tiếp tục đè vai sâu xuống bên trái này. Hít vào, nhấc chân trái lên cao, giữ cho chân thẳng hàng với mông thôi. Xoay cái hông bên trái của mình xuống. Thở, bước chân trái về giữa hai tay, xoay gót chân sau, sao cho bàn chân trái vuông góc với chân phải. Thẳng chân trái và đặt tay trái lên bắp chân trái. Hít, vươn tay phải lên cao và áp sát vào mang tai. Rồi giữ. Siết cơ bụng lại. Hít vào sâu. Thở ra chậm. Giữ. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ hạ tay xuống. Ta xoay gót chân sau lên, xoay gót chân phải lên. Rồi từ từ hít, vươn tay trái lên. Siết bụng lại. Vòng tay, và nếu được vòng tay ra phía sau, xoắn vai nhìn lên và giữ. Giữ và hít thở ở đây. Những ai mà không thẳng đứng chân trước thì mình có thể trùng chân trước một tí. 5 4 3 2 1 Thở, hạ tay xuống. Rồi từ từ thu chân ra sau, tiếp tục chọ úp mặt, ép vai sâu xuống. Bây giờ từ từ trùng đầu gối và nhìn về giữa hai tay. Từ từ đi bộ hai chân về giữa hai tay. Tách hai bàn chân rộng bằng vai và trùng đầu gối lại. Ta dùng tay trái cầm lấy cổ chân phải. Rồi sau đó hít, vươn tay phải lên cao. Vòng tay phải ra phía sau và tìm mé trong của gối trái. Xoắn vai phải nhìn lên và thở. Hít vào. Thở ra. Giữ và thở. Xoắn vai tí nữa nha. 3 2 1 Rồi từ từ ta đổi bên, dùng tay phải cầm lấy cổ chân trái. Rồi hít, vươn tay trái lên, vòng ra sau. Xoắn vai nhìn trần nhà. Xoắn vai tí nữa. Rồi giữ và thở nha. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi từ từ hạ tay xuống, đặt hai tay cạnh hông và nâng người lên. Chữ cho lưng thẳng, hãy tách rộng hai chân. Chữ cho hai bàn chân song song với nhau, mũi chân một đường thẳng, gót chân một đường thẳng. Và hít vào, vươn hai tay ra ngang. Rồi, thở chu mông ra phía sau và gấp người về phía trước, sao cho đầu bằng với mông. Siết cơ đùi lại. Rồi, hít lên. Thẳng hai tay. Đúng rồi, thở xuống.
chu mông ra phía sau. Hít lên. Tiếp tục thở xuống. Chu mông ra phía sau. Lần cuối, hít lên. Thở xuống. Chúng tay trái cầm lấy cổ chân phải, vặn tay phải lên trần nhà và giữ ở đây. Có thể vòng tay phải ra phía sau, xoay vai nhìn lên. 5 4 3 2 1 Rồi hạ tay xuống. Từ từ ta di chuyển sang bên trái, cầm lấy cổ chân trái, hít vào vươn tay trái lên. Chúng ta giữ ở đây và thở. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ hạ xuống. Bây giờ chúng ta hãy đặt bàn tay ở ngay dưới vai và chuẩn bị tập trung vào khớp vai. Hít vào, ta đẩy vai phải lên trần nhà, đẩy nó ra phía sau nhiều hơn. Thở, từ từ hạ tay xuống. Hít vào, vươn tay trái lên trần nhà. Rồi hạ tay xuống. Hít vào, tay phải lên. Thở, hạ tay xuống. Hít vào, tay trái lên. Thở, hạ tay xuống. Bây giờ hãy từ từ đi bộ hai tay lại gần về giữa hai chân. Rồi sau đó hai tay cầm lấy hai ngón chân cái. Ta hít vào một hơi thật sâu. Thở từ từ hướng đầu xuống dưới. Chúng ta nếu ai có độ dẻo tốt thì có thể đặt đỉnh đầu xuống sàn. Còn lại thì chúng ta có thể giữ nguyên. Hạ được đến đâu giữ ở đấy. Giữ và thở. Ai mà bị cao huyết áp thì ở tư thế này chúng ta hãy thở ra bằng miệng. Cảm nhận dòng máu chảy về đầu, vai, cổ nhiều hơn. Tư thế giúp kéo giãn các đốt sống, đồng thời làm tăng sự lưu thông tuần hoàn máu não, giúp chúng ta ngủ ngon, giúp tăng trí nhớ và an thần. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi từ từ hạ bàn tay xuống. Hít vào, nâng đầu lên. Rồi từ từ ta trùng đầu gối, di chuyển hai bàn chân lại gần nhau này. Rồi từ từ chúng ta hạ bàn tay xuống, di chuyển hai bàn chân lại với nhau, nhấc gót chân lên và từ từ ngồi mông lên gót chân. Rồi sau đó đẩy hai đầu gối sang hai bên, giữ cho lưng thẳng, hai bàn tay chắp lại trước ngực. Hít vào, vươn bàn tay lên trần nhà. Rồi nhìn về phía trước và giữ thăng bằng ở tư thế này. Bài tập này sẽ giúp chúng ta tăng khả năng thăng bằng, làm mạnh tiền đình và giúp chúng ta tập trung tốt hơn. Hãy tập trung vào hơi thở. Để thăng bằng tốt, hãy chỉ nhìn vào một điểm ngang tầm mắt, không thay đổi điểm tập trung trong lúc tập. Giữ. 5 4 3 2 1 Thở, hạ tay xuống. Rồi từ từ duỗi bàn chân về phía trước, kéo trái mông của mình ra phía sau, co chân trái lại áp vào trong đùi phải và móc chân phải lên cao. Rồi chuẩn bị, hít vào, vươn bàn tay lên, rướn. Thở, từ từ trườn người về phía trước và hướng trán về cẳng chân. Ai mà không gập sâu được mà chúng ta xuống bị co như thế này thì mình sẽ co đầu gối lại, áp cái bụng của mình vào đùi và hướng trán xuống cẳng chân như thế này. Còn ai dẻo thì mình hạ hẳn sâu xuống.
cảm nhận sự thư giãn của vùng thắt lưng, ổ bụng, khuôn mặt và phía sau cẳng chân. 5, 4, 3, 2, 1, thoát khỏi tư thế, hít vào, vươn bàn tay lên, lên cao và thở, hạ tay xuống, giữ nguyên tư thế, móc bàn chân lên, hít vào, vươn tay, thở từ từ vặn người sang bên phải, với tay trái đặt lên đùi phải, tay phải xoắn ra sau, đánh cầm về vai phải. Ba, hai, một, hít vào, vươn tay lên, thở, hạ tay xuống. Rồi ta đổi bên, co chân trái lại, áp chân phải vào trong đùi trái, bàn chân trái móc về đầu, hít vào, vươn bàn tay lên cao, thở trườn người về phía trước, hướng trán về cẳng chân, trán theo sức của mình, xuống theo sức của mình, giữ. Cảm nhận sức căng phía sau chân trái, ép vai xuống. Năm, bốn, ba, hai, một, thoát khỏi tư thế, hít vào, vươn tay lên, thở từ từ vặn người sang bên trái, xoắn vai ra phía sau và đánh cầm về vai bên trái, rồi giữ. Năm, bốn, ba, hai, một, hít vào, vươn tay lên, thở, hạ tay xuống. Rồi bây giờ từ từ chúng ta hãy chắp hai bàn chân lại, dùng hai tay cầm lấy hai ngón chân cái, kéo trái mông của mình ra phía sau, hít một hơi thật sâu, thở trườn người về phía trước, co khuỷu tay lại theo sức của mình, theo sức của mình nha. Nếu ai dẻo chúng ta có thể gập sâu người về phía trước. Giữ. 5, 4, 3, 2, 1, thoát khỏi tư thế, hít vào, nâng người lên. Rồi từ từ khép hai đầu gối lại, từ từ nằm ngửa xuống sàn, co gối về ngực và ấn thắt lưng xuống sàn, ấn thắt lưng xuống sàn. Rồi giữ ở đây, từ từ lắc nhẹ người qua bên trái, qua bên phải và cảm nhận sự thư giãn của vùng thắt lưng. Mỗi lần hít vào ta thấy bụng phình nhẹ lên. Rồi mỗi lần thở ra thấy bụng xẹp xuống. Và tách rộng hai tay, hai chân, lòng bàn tay ngửa, hai chân tách ra hai mép thảm. Rồi chúng ta thư giãn im lặng ở đây. Hãy tập trung vào hơi thở của mình. Mỗi lần hít vào ta thấy bụng phình lên, và mỗi lần thở ra thấy bụng xẹp xuống. Hít vào sâu, thở ra chậm.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Trang Thùy Wellnet. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ở ngay góc giữa màn hình. Hoặc để xem tiếp các video tiếp theo, hãy bấm vào video bên trái hoặc video bên phải của màn hình. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.